Huấn luyện viên Veliza Popov đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ở V-League 2023 với thành tích đưa câu lạc bộ Thanh Hóa đến vị trí thứ tư chung cuộc và giành danh hiệu cúp quốc gia. Ông chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên của mình tại bóng đá Việt Nam và niềm vui khi đội bóng giành danh hiệu lịch sử. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Veliza Popov đã thể hiện lòng tự hào về mùa giải đầy khó khăn nhưng đáng nhớ với câu lạc bộ Thanh Hóa. Ông nói rằng việc giành danh hiệu cúp quốc gia là một thành công lớn đối với đội bóng và cả tỉnh Thanh Hóa. Tuy cuối cùng không thể giành được huy chương ở V-League, huấn luyện viên Popov vẫn tin tưởng vào nỗ lực của đội và xem đó là một phần của cuộc hành trình. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời, kiểm soát trận đấu trong nhiều trường hợp dù kết quả không luôn thuận lợi. Huấn luyện viên Veliza Popov đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ở V-League 2023 với thành tích đưa câu lạc bộ Thanh Hóa đến vị trí thứ tư chung cuộc và giành danh hiệu cúp quốc gia. Ông chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên của mình tại bóng đá Việt Nam và niềm vui khi đội bóng giành danh hiệu lịch sử. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Veliza Popov đã thể hiện lòng tự hào về mùa giải đầy khó khăn nhưng đáng nhớ với câu lạc bộ Thanh Hóa. Ông nói rằng việc giành danh hiệu cúp quốc gia là một thành công lớn đối với đội bóng và cả tỉnh Thanh Hóa. Tuy cuối cùng không thể giành được huy chương ở V-League, huấn luyện viên Popov vẫn tin tưởng vào nỗ lực của đội và xem đó là một phần của cuộc hành trình. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời, kiểm soát trận đấu trong nhiều trường hợp dù kết quả không luôn thuận lợi.